Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Seltos nhé. Dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ, cỡ trung của nhà Kia. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 24 tháng 1 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Kia Seltos này, để cho những anh em nào đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu dòng xe Kia Seltos sẽ có thể nắm được. Với Kia Seltos thì sẽ có rất nhiều phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm có hai tùy chọn động cơ, đó là động cơ 1.6 hút khí tự nhiên và động cơ 1.4 turbo. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để khỏi sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường thì em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản là Kia Seltos 1.4 Turbo Dynac. Bản này thì đang có mức giá là 599 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ túi cứu hộ nhanh. Với những anh em mà mua qua trả thẳng thì bên em vẫn hỗ trợ tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 681 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 668 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 656 triệu, trả góp thì đang là 156 triệu. Đó. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói nhé, thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Hiện tại thì bên em vẫn còn xe màu trắng, màu đen để có thể giao luôn. Với cái phiên bản 1.4 Turbo Dynac này, anh em cảm thấy lấy được hai cái màu này thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ, cũng như là gửi cái mức ưu đãi tốt hơn, cạnh tranh hơn cho anh em, để cho anh em dễ quyết đoán vào cọc anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia Seltos 1.4 Turbo Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 639 triệu. Cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì cũng không có gì thay đổi so với cái thời điểm giữa tháng 1, đúng không ạ? Và cái mức ưu đãi này thì cũng đã rất là tốt rồi. Nhưng mà khi anh em gọi điện cho em thì chính sách giá bán thì em vẫn có thể cởi mở hơn một chút nữa anh em nhé. Và em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em hình dung con số cần chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 726 triệu. Trả góp thì đang là 198 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 712 triệu. Trả góp thì đang là 185 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 697 triệu, trả góp thì đang là 166 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 1.4 Turbo Luxury và bản này bên em đang có xe màu đỏ MR5, màu đỏ CR5, màu đen và màu trắng. Đó, cơ bản là đủ màu đấy. Còn những cái màu khác nữa thì bên em không có, nên là anh em cứ cân nhắc bốn cái màu này thì gọi điện cho em và cái chính sách giá bán nó sẽ còn cạnh tranh hơn rất là nhiều anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Seltos 1.4 Turbo Premium. Bản này thì đang có mức giá là 699 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm này thì đặc biệt là nó không có gì thay đổi cả. Nhưng nó sẽ có xe sẵn giao cho anh em ở thời điểm này anh em nhé. Chắc chắn là có xe giao trước Tết cho anh em, ví dụ như xe màu trắng, ví dụ như xe màu đen và xe màu ghi xám. Ghi xám cực kỳ ít nhưng mà bây giờ lại có xe anh em ạ. Đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 792 triệu, trả góp thì đang là 213 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 778 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 762 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Kia Seltos ở cái thời điểm ngày 24 tháng 1 của năm 2024 rồi. Còn cái phiên bản là 1.6 hút khí tự nhiên thì hiện tại là không có xe, nên là em xin phép là chia sẻ trực tiếp cho những anh em nào mà quan tâm và có thể đợi được xe thì em sẽ chia sẻ anh em nhé. Đó. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.